Xin chào các bạn. Nay mình hướng dẫn các bạn điểm hát bài Phải Chi Em Biết của nhạc sĩ Thái Thịnh. Bài này chơi ở trong son thứ giọng nữ. Các hợp âm chúng ta gặp như sau: son thứ, son bảy, đô thứ bảy, pha trưởng, pha bảy, si giảm major 7, mi giảm trưởng hay là mi giảm major 7, la trưởng, rê thứ, rê sus 4, rê trưởng, pha thứ. Về điệu thì điệu chúng ta có thể chọn lựa giữa hai điệu, hoặc là điệu slow song, hay là chúng ta thường nói là cái điệu ballad, hoặc là cái điệu bossa nova. Các bạn trẻ mà hoặc là những ai đánh điệu bossa nova tốt thì chuyển bài này đánh bossa nova thì nó sẽ tươi hơn và nó hay hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần phân khúc. Thứ nhất là điệu slow song. Điệu slow song thì ở phần phân khúc các bạn đánh như sau: bass móc dây ba, dây 1, dây 2 móc liền, sau đó móc dây 3 và bắt. Sang cái phần nhịp khúc thì có thể các bạn chuyển cái cách đánh cái điệu ra một xíu cho nó sôi động. Ta sẽ đi vào phần phân khúc, phần intro và gian tấu auto thì mình đã có một cái video hướng dẫn trước đây, các bạn có thể vào đó để chúng ta tham khảo. Bây giờ ta sẽ đi vào phân khúc. Do cái phần YouTube nó kiểm duyệt các cây tương đối là gắt gây, thì các bạn cũng thông cảm, mình chỉ đi cái phần lời, đọc lời và hướng dẫn các bạn. Chiên biết xong thứ, mưa đừng nghe bảy, rơi qua chốn này xong thứ, xong bảy, phải chiên có mấy em đừng pha trưởng, đột mưa đứng đây si giảm mây số bảy, thì trong chiều nay mi giảm mây số bảy, em đã lan trưởng không nhớ thương ai về thứ. Qua mỗi đêm dài đô thứ, em đã không lan trưởng xót sâu hoài, rê sus 4, rê trưởng. Tiếp tục phải chi vô máy, cho đến hết cái đoạn phi khúc 2 thì cũng giống như phi khúc 1, về cách đánh cũng như cái hợp âm. Chúng ta sang cái phần điệp khúc.
đi vào phần điệp khúc tình yêu đầu tiên son thứ đã mang đến son bảy cho em thật vô tình đầu thứ ngập tràn ước mơ pha trưởng em đã hiến cho pha bảy anh chọn tim mình si giảm mây giờ bảy tình như rượu say pha tứ em ngất ngây và son bảy mỗi đêm cùng với anh đầu thứ khiến em kiêu ngạo là tự rằng với anh em là duy nhất rơi xuống phố để tự mà em nào hay thế gian biết sao phải bao nhiêu điều không ngờ từ ngày có em anh đã có ai soạn bảy kia pha bảy kia từ bao giờ ngày không còn yêu mà đứng anh nói soạn anh đôi ta không hợp với nhau đôi thứ mỗi đêm trời mưa là tự em thét lên dê bảy cho vời nỗi đau. Như vậy ở bài này về phần hợp âm thì ở cái phần điệp khúc nó có hai đoạn giống nhau, các hợp âm đi cũng y giống như nhau hết, cả cái phần phiên khúc hai, phiên khúc một và phiên khúc hai lặp lại cũng giống như thế. Như vậy thì các bạn chú ý khi mà chúng ta đánh điệu bossa thì chúng ta chuyển sang cái hợp âm 7 để nó có cái màu của bossa, ví dụ như là đôi thứ 7 si giảm đôi thứ 7 pha 7 mi giảm đôi thứ 7 đó là các cái hợp âm nó tương đối hơi khó, thì các bạn cố gắng chúng ta chuyển và tập cho nó chính xác. Như vậy vừa hướng dẫn các bạn xong cái bài và chia biết, thì tùy vào cái sở thích và cái khả năng các bạn có thể chọn lựa cái điệu để chúng ta đánh. Chúc các bạn chúng ta tập luyện thành công, và các bạn ủng hộ mình thì nhớ đăng ký kênh, like và share, và nếu có bình luận thì comment ở phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.